AstraZeneca sẽ chuyển giao dây chuyền công nghệ cho Việt Nam trong thời gian tới. Ngày 2 tháng 11 tại Edinburgh, Scotland, Vương quốc Anh, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc trao đổi với lãnh đạo tập đoàn AstraZeneca và chứng kiến lễ ký các thỏa thuận hợp tác giữa công ty AstraZeneca với các đối tác Việt Nam. Phát biểu trước khi lễ ký kết diễn ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các dự án hợp tác của AstraZeneca với Việt Nam, đặc biệt là việc cung cấp vaccine ngừa COVID-19 trong thời gian vừa qua và tới đây. Thủ tướng cảm ơn sự đóng góp của công ty đối với công tác phòng chống COVID-19 của Việt Nam nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân trước đại dịch. Ông đề nghị AstraZeneca đẩy mạnh tiến độ bàn giao vaccine cho Việt Nam, hoàn thành hợp đồng 30 triệu liều vaccine ngay trong năm 2021. Thủ tướng mong muốn AstraZeneca tiếp tục mở rộng hợp tác có hiệu quả trong lĩnh vực y tế, không chỉ là vaccine mà mở rộng với các loại thuốc chữa bệnh, đầu tư cho y tế dự phòng. Thủ tướng nói, tóm lại chúng tôi muốn có hợp tác chiến lược với AstraZeneca trước mắt cũng như lâu dài. Hợp đồng 25 triệu liều sẽ bắt đầu thực hiện từ tháng 12. Thủ tướng và Tổng giám đốc tập đoàn AstraZeneca Pascal Soriot cùng chứng kiến ký kết giữa ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam VNVC và ông Nitin Kapoor, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc AstraZeneca Việt Nam, hợp đồng thương mại mua hơn 25 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Đây là hợp đồng thứ hai của hệ thống tiêm chủng VNVC mua vaccine COVID-19 của AstraZeneca với quyết tâm sớm đưa nhiều loại vaccine mới, số lượng lớn về Việt Nam, đặc biệt là vaccine COVID-19. Hợp đồng mới này rất có ý nghĩa trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Nhu cầu về vaccine COVID-19 tại Việt Nam vẫn còn cao nhằm đạt mục tiêu đạt độ phủ vaccine toàn dân của chính phủ. Như vậy, tổng số vaccine COVID-19 mà VNVC đặt mua thành công của AstraZeneca đến thời điểm này lên tới hơn 55 triệu liều. Theo đó, VNVC là đơn vị đầu tiên của Việt Nam đặt mua vaccine COVID-19 thành công và mang vaccine về nước sớm nhất với số lượng nhiều nhất. Trước đó, trong hợp đồng đầu tiên mua 30 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca, VNVC đã mang về cho Việt Nam hơn 20 triệu liều. Số còn lại sẽ được giao trong tháng 11 năm 2021. AstraZeneca cho biết thỏa thuận cung ứng vaccine và hỗn hợp kháng thể đơn dòng tác dụng kéo dài này bổ sung thêm cho hợp đồng đặt mua 30 triệu liều vaccine COVID-19 đang tiếp tục được thực hiện giữa AstraZeneca và VNVC. Vaccine từ hợp đồng mới sẽ được cung cấp cho Việt Nam bắt đầu từ tháng 12. Theo thỏa thuận mới này, VNVC và chính phủ Việt Nam có thể đặt mua loại ứng cử viên vaccine mới đang được nghiên cứu là AZD2816 trong năm 2022 nếu được cấp phép bởi cơ quan quản lý Việt Nam. Hiện đang ở thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2/3. AZD2816 được AstraZeneca phát minh với mục tiêu làm tăng cường phản ứng miễn dịch của cơ thể trước những biến thể đáng lo ngại. Bên cạnh đó, VNVC có thể mua AZD7442, hỗn hợp hai loại kháng thể đơn dòng có tác dụng kéo dài đã được tối ưu hóa để giúp phòng ngừa COVID-19 lên đến 12 tháng. Nếu được cấp phép sử dụng tại Việt Nam, AZD7442 sẽ là loại hỗn hợp kháng thể đơn dòng đầu tiên có khả năng phòng ngừa lẫn điều trị COVID-19. Trao đổi với phóng viên tại lễ ký, ông Ngô Chí Dũng bày tỏ, VNVC rất vui khi đã đàm phán và ký kết hợp đồng này thành công và đặc biệt vinh dự khi được đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đến chứng kiến lễ ký kết. Tôi có cảm xúc đặc biệt khi đến Scotland, Vương quốc Anh đúng dịp diễn ra COP26, nơi có hơn 120 nhà lãnh đạo các quốc gia đến để thảo luận các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ cuộc sống và sức khỏe con người. Nhân dịp này, ông Dũng cũng cảm ơn sự ủng hộ, tạo điều kiện, giúp đỡ của chính phủ, Bộ Y tế, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh cùng nhiều cơ quan đã giúp VNVC có được hợp đồng quan trọng tiếp theo này. Đồng thời gửi lời cảm ơn trân trọng đến đối tác AstraZeneca đã tin tưởng lựa chọn VNVC là đơn vị đối tác lớn chính thức cho các hợp đồng nêu trên. Đầu tư 2.000 tỷ đồng cho sản xuất gia công thuốc tại Việt Nam. Tại buổi lễ, AstraZeneca công bố khoản đầu tư đầu tiên trị giá 2.000 tỷ đồng cho sản xuất gia công thuốc tại Việt Nam. Theo đó, AstraZeneca sẽ đầu tư 2.000 tỷ đồng tương đương với 90 triệu đô la nhằm hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất dược phẩm trong nước, giúp bệnh nhân tiếp cận tốt hơn với các thuốc chất lượng cao được sản xuất ngay tại Việt Nam. Trong giai đoạn 2022-2030, sẽ có 3 sản phẩm thuốc quan trọng được công ty sản xuất gia công trong nước. Giám đốc điều hành tập đoàn AstraZeneca, ông Pascal Soriot chia sẻ,
tôi rất vinh dự được gặp ngài Thủ tướng Việt Nam và chứng kiến buổi ký kết những thỏa thuận quan trọng sẽ mang lại lợi ích to lớn cho bệnh nhân. Qua việc AstraZeneca lần đầu tiên thiết lập năng lực sản xuất, gia công các sản phẩm thuốc tại Việt Nam, người dân sẽ tiếp cận được với những liệu pháp điều trị giúp đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế. Ông cho biết, những thỏa thuận cung ứng mới của chúng tôi sẽ giúp cộng đồng tiếp tục tiếp cận nguồn vaccine COVID-19 cũng như hỗn hợp kháng thể đơn dòng có tác dụng kéo dài đầu tiên của AstraZeneca. Ngoài ra, AstraZeneca sẽ lựa chọn một đối tác tại Việt Nam để chuyển giao công nghệ sản xuất và cung cấp những kiến thức chuyên môn, quy trình kỹ thuật cần thiết nhằm đảm bảo các sản phẩm thuốc điều trị bệnh không lây nhiễm của AstraZeneca được sản xuất trong nước sẽ có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn toàn cầu của tập đoàn. Công bố đầu tư mới này nối tiếp khoản đầu tư trị giá 5.000 tỷ đồng của AstraZeneca vào Việt Nam trong giai đoạn 2020-2024 được công bố trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến tập đoàn AstraZeneca tại Thụy Điển vào năm 2019.